Hiếu Hiệp gọi phục vụ đến tính tiền nước, xong thì rời đi. Trúc Ngân ngồi lại thêm một chút, định đi siêu thị mua ít đồ ăn bỏ tủ lạnh để khi cần nấu sẽ có, thì điện thoại lại đổ chuông. Cầm điện thoại trong túi xách ra, xem là của Ngọc Châu. Cô liền nhấc máy. Chị nghe đây. Chị ơi, giúp em với. Em có chuyện gì vậy, Ngọc Châu? Chuyện dài lắm, nhưng chị đến đây đi. Em đang ở đâu? Nói cho chị biết rồi chị đến. Em đang ở... Ngọc Châu chưa kịp nói, cánh cửa phòng vệ sinh mở toang. Cô hoảng hồn, điện thoại rơi xuống đất tắt nguồn. Một tên đàn ông băm trợn, hung hăng đi vào. Định trốn trong này gọi điện thoại sao? Tên đàn ông đưa chân dẫm mạnh lên cái điện thoại, rồi kéo Ngọc Châu ra ngoài. Cô vừa sợ vừa hoảng. Buông tôi ra. Hắn thô bạo kéo cô ra ngoài. Căn phòng tối do thiếu ánh sáng, Ngọc Châu bị quăng ra ghế sofa. Hắn giơ một chân chặn ngang người cô, giọng hung tợn nói: Ai sai mày tới đây với mục đích gì? Tôi không biết gì hết, tôi chỉ đến đây chơi thôi, vô tình lạc lên đây. Mày tưởng tao là con nít mà bị dắt mũi sao? Nếu không có mục đích, đâu mò lên tận đây. Đây là chỗ nào không? Tôi không biết, thả tôi ra đi. Ngọc Châu đang làm luận án cuối kỳ. Trong các chủ đề cô đưa ra, cô lại chọn cho mình một thứ tương đối khó, về vấn nạn sa ngã của giới trẻ. Để hoàn thành luận án, không chỉ đơn giản là vài ba lời nói là xong, cô cần phải có dẫn chứng thực tế mới khiến bài luận của mình đầy sức thuyết phục. Ngọc Châu đã tìm hiểu và được một người bạn đại học chỉ đến quán bar đêm trắng. Ở đây có rất nhiều người tuổi đời còn trẻ tụ tập chơi bời, đặc biệt là sử dụng cả chất kích thích. Ngọc Châu đã tìm đến bởi vì ban đêm cô thường bị kiểm soát nên chỉ có thể chọn đi ban ngày. Mà giờ này quán bar rất ít khách. Cô thấy có một thanh niên tìm đến, không biết nói gì với phục vụ quán mà họ dẫn lên tầng trên. Thấy vậy, Ngọc Châu mới bám theo để xem có gì mờ ám. Nào ngờ chứ gì cô đã bị phát hiện. Sợ quá nên trốn vào một căn phòng rồi gọi điện cầu cứu. Nào ngờ bị tìm thấy. Trung Ngân nhìn điện thoại ngắt kết nối, gọi lại không được, cảm giác bất an. Giọng nói vừa nãy của Ngọc Châu nhất định là có chuyện. Lúc này cô nghĩ đến Thanh Bình. Ở đây cô vẫn chưa quen thuộc. Chuyện này liên quan đến Ngọc Châu nên tìm anh là đúng. Bất đắc dĩ cô mới tìm gặp mà thôi. Rời khỏi quán cà phê, Trung Ngân nói tài xế chở mình đến ngay công ty An Phúc. Đứng trước tòa cao ốc, trụ sở chính của An Phúc, Trung Ngân xuống xe, bảo tài xế đợi mình ở ngoài. Cô đi vào trong, tới sảnh, đến chỗ tiếp tân hỏi. Tôi cần gặp sếp Tổng Bình. Chị có hẹn trước không? Tôi không có. Vậy thì khó quá. Thường thì muốn gặp Tổng Giám Đốc phải có lịch hẹn và được trợ lý sắp xếp. Phiền cô gọi báo giùm tôi một tiếng là được. Người nhân viên tiếp tân vừa do dự chưa gọi. Trung Ngân cau mày. Cô đang gặp mà lại mất thời gian thế này. Nếu cô có số điện thoại đã gọi luôn rồi, không cần phải đến đây làm gì cho mắc công. Cho tôi số đi, tôi tự gọi. Số của Tổng Giám Đốc cũng không được sự cho phép, chúng tôi không tự ý cho được. Thế nào cũng không được hết vậy. Tôi đang có chuyện rất gấp cần phải gặp Tổng Giám Đốc của cô. Có chuyện gì vậy? Trợ lý Khôi, có người này muốn gặp Tổng Giám Đốc nhưng không hẹn trước. Để tôi giải quyết. Đăng Khôi nhìn đến Trúc Ngân đã ngờ ngờ. Em là Trúc Ngân phải không? Chỉ gặp một lần nói chuyện vài ba câu nên Trúc Ngân chưa nhớ ra Đăng Khôi. Anh biết tôi à? Em quên rồi sao? Anh là Đăng Khôi, bạn của Thanh Bình. 5 năm trước, trong trận đấu bóng chuyền, cả đội giành chiến thắng nên có ăn mừng. Em và Ngọc Châu còn đi cùng với bọn anh mà. Lúc này Trúc Ngân mới nhớ ra. À, em nhớ rồi. Anh cũng làm việc ở trong An Phúc sao? Ừ, anh làm trợ lý cho Thanh Bình cũng đã hơn 2 năm. Mà lâu lắm rồi anh mới gặp lại em nha. Bây giờ em đẹp mà anh nhận ra không được luôn đấy. Anh khen quá làm em thấy ngại đấy. Gia đình em định cư ở bên nước ngoài. Lần này có công việc em mới về nước thôi. Vậy em ở lâu không? Em chưa biết, nhưng khi nào em xong việc mà anh cho em gặp Tổng Giám Đốc của anh đi. Em có việc quan trọng. Thôi anh lên phòng làm việc của sếp. Cảm ơn anh. Mà em có họ hàng nói thế nào với anh sếp vậy? Cả hai đi vào trong thang máy. Đang Khôi nhân cơ hội cũng tìm hiểu về cô. Sao anh không hỏi sếp tổng của anh á? Thôi, mặt lúc nào cũng đăm đăm. Sau cái lần gặp em ấy, anh có hỏi về em mà đâu có chịu nói. Miệng kín như gì. Anh phải liên lạc hỏi Ngọc Châu mới biết em về lại nhà rồi. Dạ vâng. Trúc Ngân nghĩ Thanh Bình không muốn nói về mình là do chán ghét. Cửa thang máy mở, Trúc Ngân theo Đăng Khôi bước ra ngoài.
Đến trước căn phòng có đề bảng phòng của tổng giám đốc. Đăng Khôi nói: "Em gõ cửa rồi vào nhé. Sếp anh ở trong đó, em đi làm việc đây. Em cảm ơn anh nhiều." Đăng Khôi quay người đi. Trung Ngân phải hít thở sâu trước khi đưa tay gõ cửa. "Vào đi." Bên trong vọng ra tiếng nói của Thanh Bình. Cô đưa tay đẩy cửa bước vào. Em đang ngồi ghế làm việc. "Về tôi kêu cậu đã làm xong chưa?" Thanh Bình nghĩ là Đăng Khôi nhưng không nghe trả lời nên nhìn lên. Anh kinh ngạc khi thấy Trúc Ngân. "Sao lại là em?" "Tôi đến tìm anh để báo chuyện của Ngọc Châu." "Em ngồi đi đã." "Ngọc Châu có chuyện gì sao?" Thanh Bình lật đật rời khỏi ghế, đứng lên đi đến ghế sofa. Trúc Ngân đổi đối diện với anh. "Em uống gì?" "Thôi khỏi, nói xong tôi sẽ đi ngay." "Đến cũng đã đến rồi, uống thêm ly nước dâu đâu mất thời gian đâu." "Tôi không sợ mất thời gian, đơn giản là vì tôi không thích." "Ừ, anh biết mà, con gái nói thường phải hiểu ngược lại." "Anh nghiêm túc chút đi, nghe tôi nói về Ngọc Châu đây. Cái con bé đó làm ra cái trò gì?" "Tôi không biết, vừa nãy Ngọc Châu kêu tôi gọi tôi giúp, em mới chưa nói gì, điện thoại đã bị cắt ngang, tôi gọi lại không được. Tôi đoán là em ấy đã gặp chuyện gì." "Anh biết rồi, em đừng quá lo." Thanh Bình cầm điện thoại thao tác gì đó. Một lúc sau anh cau mày nói: "Con bé này sao lại đến những nơi đó chứ?" "Anh biết Ngọc Châu đến đâu hả?" "Nó đến quán bar, ở đó không hề lành mạnh, ba mẹ mà biết là no đòn." "Anh tới xem em ấy thế nào đi, đừng nói cho ba mẹ biết." "Em bênh nó quá rồi đấy." "Tôi không muốn Ngọc Châu bị ba mẹ mắng thôi. Anh là anh trai phải thương em mới đúng." "Thương anh vẫn thương, nhưng việc nào ra việc đó, phạm lỗi thì phải bị phạt, không có chuyện bao che." "Thế nào thì tùy anh, tôi đi đây." "Em không cùng anh đi tìm Ngọc Châu sao?" "Có anh là đủ rồi, cần gì thêm tôi." "Nhà nghĩ nó muốn nhìn thấy em hơn đấy." Trung Ngân nghĩ lại, cuộc gọi đến là Ngọc Châu gọi cho cô, chứ không phải Thanh Bình. Như vậy người Ngọc Châu cần nhất chính là cô. Trung Ngân cũng đồng ý đi cùng với Thanh Bình. "Cứu với, thả tôi ra." "Em nhìn đẹp thế này, nếu mà không sơ thì rất tiếc. Chờ anh đây vui vẻ rồi anh thả ra." Ngọc Châu sợ hãi gào khóc, nhưng tên này vẫn không hề thương tiếc, còn muốn cưỡng hiếp cô. Một phần áo bị hắn xé toạc, lộ ra phần ngực căng tròn. Khi hắn định lè chiếc lưỡi của mình xuống thì cánh cửa mở tung kèm theo tiếng động lớn. Một thân ảnh cao lớn bước vào, bên cạnh có hai người thái độ kính cẩn phục tùng. Trên người diện áo sơ mi đen, gương mặt lãnh đạm, toát ra vẻ uy mãnh, khiến cho người khác bất giác rùng mình. Giọng nói trầm mạnh mẽ vang lên: "Mày làm cái gì đấy?" Tên này sắc mặt thay đổi, lập tức rời khỏi người Ngọc Châu, chạy đến cúi người sợ hãi nói: "Ông chủ mê tới." Ngọc Châu hoảng loạn, co ro lùi vào một góc, ôm lấy người khóc thút thít. Đôi mắt người đàn ông lướt qua cô, sau đó nhìn tên vừa bắt nạt cô, giơ chân đá một cước khiến hắn quỵ xuống sàn. "Mày làm gì con gái nhà người ta thế?" "Ông chủ, em chỉ đùa giỡn thôi mà, chưa làm gì cả. Do cô ta lén lút mò lên đây, có hành vi mờ ám. Em chỉ dọa cô ta, để cô ta khai ra mục đích thôi." "Chưa làm gì hay chưa kịp làm. Tao ghét nhất là cái kiểu bắt nạt ức hiếp phụ nữ yếu đuối. Mày làm sai quy tắc thì mày biết hậu quả thế nào rồi đấy." Tên này nghe xong sợ hãi van xin: "Ông chủ tha cho em lần này, em sẽ không tái phạm nữa." Người đàn ông lạnh lùng dứt khoát, liếc mắt sang một bên: "Ra hiểu." "Đưa xuống." "Dạ ông chủ." Người này đi đến túm lấy áo hắn, kéo ra khỏi căn phòng. Người đàn ông quay sang tên còn lại kế bên: "Ra ngoài đi." "Dạ ông chủ." Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi Ngọc Châu của người đàn ông đó. Lúc này anh ta tiến đến chỗ cô, trông dáng vẻ sợ sệt của cô, đáy mắt chợt dao động: "Đừng sợ, không có chuyện gì nữa rồi." Ngọc Châu lúc này từ từ ngước lên, gương mặt không khác gì tạc tượng của người đàn ông, làm cho cô ngẩn ra vài giây. Đối với cô, anh là trai đẹp nhất, nhưng với người này lại là 1 9 1 10. "Sao thế? Mà tôi dính gì sao?" Ngọc Châu thoáng xấu hổ, cô nhỏ giọng: "Chú là ai?" Người đàn ông bật cười biểu cảm thú vị: "Cô bé gọi tôi là chú sao? Mà cũng đúng, trông cô bé vẫn còn khá trẻ, còn tôi thì già rồi, kêu chú cũng bình thường thôi." "Chú bao nhiêu tuổi?" "Cô bé không cần biết quá nhiều về tôi làm gì, tôi đưa cô bé rời khỏi đây." Nhìn lại người, phần áo bị xé rách, Ngọc Châu lúng túng. Trông thấy vậy, người đàn ông liền cởi bỏ chiếc áo khoác dạ đen của mình cho cô.
Hành động này khiến trong lòng Ngọc Châu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cô rụt rè đưa chân bước xuống ghế. Bởi vì co người thời gian khá lâu nên chân bị tê, cô đứng không vững, xém ngã. Kịp lúc một vòng tay rắn chắc giang ra đỡ lấy cô, áp mặt vào lồng ngực người đàn ông, Ngọc Châu bị mùi hương nam tính trên cơ thể của anh cuốn hút. Không sao chứ? Bừng tỉnh, Ngọc Châu bối rối rời khỏi người đàn ông, vụng về nên bàn tay vô thức áp lên vững chãi của ai kia. Gương mặt cô bất giác nóng ran, đỏ như quả gấc chín. Tôi xin lỗi chú, tôi không cố ý đâu. Không sao, cô bé không cần phải khẩn trương quá. Ngọc Châu phải tự trấn an mình vì những cảm xúc lạ lẫm xuất hiện đang xáo trộn tâm trí của cô. Tôi đưa cô bé rời khỏi đây được rồi chứ? Cảm ơn chú. Sau đó người đàn ông đi trước, Ngọc Châu lẽo đẽo theo phía sau. Vì sự chênh lệch nên trông cô bé với thân ảnh cao lớn phía trước. Trung Ngân cùng Thanh Bình đến quán bar đêm trắng. Cô vẫn thắc mắc, anh có chắc là ở đây không? Em nghi ngờ anh sao? Tôi không hiểu sao con bé lại đến đây chứ. Anh cũng giống em thôi, gặp nó sẽ có câu trả lời. Nó đúng là to gan quá rồi, dám đến cả quán bar. Giọng điệu tức giận của Thanh Bình làm cho cô lo lắng anh sẽ mắng Ngọc Châu. Lúc này cô liền xoa dịu, nếu là thật thì Ngọc Châu chắc cũng có lý do. Em gái mình anh là người hiểu rõ nhất. Không lẽ anh nghĩ rằng Ngọc Châu chơi bời? Vào trong kiếm nó đã. Sau đó cả hai đi vào trong quán bar. Bởi vì vắng khách nên lướt qua một vòng, cả hai đã không biết không có Ngọc Châu. Có thấy Ngọc Châu hay là do anh sai địa điểm? Đúng là ở đây. Anh tra định vị trên điện thoại rồi, lần cuối là ở đây. Trung Ngân đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, cô phát hiện có cầu thang dẫn lên trên nên chỉ cho Thanh Bình. Hay là ở trên đó? Thanh Bình đã nhìn ra từ trước khi cô nói lên đó thử xem. Khi cả hai chuẩn bị đi lên thì bị một người ngăn lại. Hai người không được lên đó. Thanh Bình nhìn người đàn ông, gương mặt lóe ra tia lạnh sát khí. Tại sao? Đó là khu vực VIP, khách bình thường không được phép lên. Bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Quý khách thông cảm, hôm nay thì không được bởi vì ông chủ đang ở trên đó. Mấy người lạ thật đấy, mở ra kinh doanh mà từ chối khách là sao? Tôi không cần biết tôi phải lên trên đó. Quý khách thông cảm, đừng làm khó tôi. Hai người có thể ở đây vui chơi ăn uống hoặc đợi ông chủ rời đi. Mẹ kiếp, nghĩ sao mà bắt ông đây chờ? Thanh Bình bất lực, anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt ở cổ. Lúc chuẩn bị dùng vũ lực thì bất ngờ giọng của Ngọc Châu vang lên. Anh hai, chị Trúc Ngân. Ngọc Châu gặp cả hai, vui mừng từ trên bậc cầu thang chạy nhanh xuống. Em có sao không? Làm chị lo quá. Trúc Ngân nhìn qua một lượt người Ngọc Châu, cô cũng phát hiện chiếc áo khoác của người đàn ông trên người cô. Chưa hỏi, Thanh Bình đã chất vấn. Áo của ai đây? Ngọc Châu lúc này mới nhớ đến người đàn ông vừa giúp mình. Cô nhìn lên hướng cầu thang, người đã không thấy đâu nữa. Anh hỏi sao không trả lời? Sợ mọi việc càng thêm phức tạp, nếu để chuyện vừa xảy ra cho Thanh Bình biết, e rằng cô sẽ càng bị quản thúc hơn, luận án sẽ không thể hoàn thành. Ban đầu vì suy nghĩ này mà cô mới gọi cầu cứu Trúc Ngân thay vì anh trai. Là của một người bạn thôi, vừa nãy đồ em chẳng may bị ướt nên bạn em cho mượn. Vậy sao? Thanh Bình không tin vào mấy lời của Ngọc Châu, nhưng ở đây không tiện nên anh nói, ra xe cho anh. Ngọc Châu níu lấy tay của Trúc Ngân với vẻ sợ sệt. Trúc Ngân liền trấn an, không có gì đâu, theo chị ra xe rồi về nhà đã. Dạ. Khi chuẩn bị rời đi, Ngọc Châu vẫn ngoái đầu nhìn về lối cầu thang. Sau đó gương mặt hiện lên vẻ buồn bã. Cô vẫn chưa biết được tên người vừa giúp mình. Ngọc Châu nghĩ không biết là còn cơ hội gặp lại hay không. Cả hai đi rồi, Thanh Bình cũng đi theo sau rời khỏi quán bar. Lúc này trong một căn phòng sang trọng khác, người đàn ông vừa giúp Ngọc Châu đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà hút. Làn khói xám lượn lờ bao phủ làm cho gương mặt càng thêm phần u ám. Tên kia thế nào rồi? Đã xử lý xong thưa ông chủ. Tìm người thay thế vào vị trí của hắn đi. Dạ ông chủ. Phải dạy quy tắc làm việc ở đây, không được lặp lại những chuyện vừa rồi, nghe rõ chưa? Tôi biết rồi ông chủ. Tôi xin lỗi vì sự tắc trách lần này. Người quản lý vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán. Có sổ sách tháng này của quán, mời ông chủ xem qua. Để lên bàn cho tôi rồi ra ngoài đi. Dạ ông chủ. Người quản lý rời đi, điếu xì gà trên tay người đàn ông cũng được cắm xuống gạt tàn. Ngọn lửa đỏ dần tắt lịp. Sau đó người này đứng lên, rời khỏi bàn tiến đến cửa sổ, nhìn xuống dưới đường
bóng dáng nhỏ được chiếc áo khoác gần như che hết đang bước lên xe. Đáy mắt lạnh tựa hồ ngưng động, dấy lên làn gợn sóng. Thanh Bình lái xe được một đoạn thì mới lên tiếng hỏi: Em nói đi, đến quán bar để làm gì chứ? Em đi uống nước với cùng với bạn thôi. Có biết đó là nơi nào không mà đến uống nước chứ? Em xem anh là đứa con nít dễ qua mặt như vậy sao? Có tin là anh đập gãy chân của em luôn không? Chẳng phải lúc trước em và chị Trúc Ngân cũng theo anh và mọi người tới quán bar uống nước đấy sao? Sao bây giờ anh lại hung dữ với em như vậy chứ? Lần đó có anh nó khác. Bây giờ là em tự mình đến. Em còn không nói lý do thì đừng trách anh cho ba mẹ biết. Anh hai đừng nói với ba mẹ mà. Thế thì cho anh một lý do đi. Ngọc Châu sợ hãi, cô không biết có nên nói thật hay không. Trung Ngân ngồi bên cạnh lúc này nhỏ nhẹ khuyên nhủ: Có gì em cứ nói ra đi, chị tin là em có nguyên do chính đáng thì mới đến đó. Ngọc Châu thút thít: Em đến đó là vì muốn lấy thông tin để viết bài luận. Em chọn về vấn đề tai nạn, sa ngã của giới trẻ. Em phải đến những nơi như quán bar để thu thập tư liệu. Lời của Ngọc Châu vừa dứt, Thanh Bình đã đạp phanh xe thắng gấp. Anh quay lại phía sau, giận dữ nói: Em lớn gan từ lúc nào đấy? Có phân biệt được cái gì là nguy hiểm không? Ngọc Châu sợ, ôm lấy Trúc Ngân khóc. Cô không chịu được, lên tiếng can ngăn: Có gì từ từ nói. Anh đừng có hỏi ra là hung dữ với em gái như vậy chứ. Em xem nó đi, những điều nó nói phức tạp đến đâu, nó có tưởng tượng ra nổi không? Lỡ có chuyện gì thì cái mạng cũng không còn. Tôi hiểu điều anh nói, nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh nóng như vậy rồi thì làm được gì? Chỉ làm cho em ấy sợ hãi hơn mà thôi. Thanh Bình bất lực nói: Vậy em nói đi, nếu không phải có em, anh đã cho nó một trận để mà khôn ra rồi. Anh im đi để tôi nói chuyện với em ấy. Thanh Bình im bặt, lặng lặng khởi động xe rồi lái đi. Lúc này Trúc Ngân mới nhỏ nhẹ nói cho Ngọc Châu hiểu: Chị biết là em muốn có tư liệu, nhưng nó rất nguy hiểm và phức tạp, không phải một cô gái như em có thể lường được đâu. Nếu em cần, chị có thể nhờ người cung cấp tư liệu cho em làm luận án. Đừng mạo hiểm đi đến những nơi đó làm gì, ba mẹ biết sẽ lo lắng lắm đấy. Em hiểu rồi, em sẽ không như vậy nữa. Được rồi, nín khóc đi, anh hai em sẽ không mắng em nữa đâu. Nhưng mà anh ấy sẽ nói cho ba mẹ biết. Không có đâu, anh không hứa. Thanh Bình vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Trúc Ngân. Muốn anh không nói cũng được, nhưng phải có thành ý. Anh muốn gì? Chẳng hạn bữa cơm do chính tay em nấu. Anh đừng có mà cơ hội. Nếu vậy thì anh không đảm bảo là về nhà sẽ không nói chuyện của Ngọc Châu cho ba mẹ biết. Này, em là em gái anh đấy. Là em gái nên mới cần phải nghiêm khắc dạy dỗ. Anh đúng là cái đồ gia trưởng. Gia trưởng mới lo được cho em. Tôi không cần, tôi lo cho mình được. Dù đã cố gắng tiếp xúc với Thanh Bình, nhưng Trúc Ngân lại không còn lựa chọn nào khác. Để bịt miệng không để Thanh Bình mách chuyện Ngọc Châu đến ba, cô đã đồng ý mời cơm anh. Khi đưa Ngọc Châu về tới nhà, Thanh Bình không chạy thẳng xe hẳn vào nhà mà dừng lại ở cổng. Em tự vào nhà đi, đây là lần đầu cũng là lần cuối em đến những nơi thế này. Ngọc Châu sụ mặt buồn so. Em biết rồi, em đưa chị Trúc Ngân về nha. Nói rồi Ngọc Châu quay sang Trúc Ngân: Em vào nhà nhé, em đừng lo gì hết, có cần gì thì cứ gọi cho chị. Nghe vậy Ngọc Châu mỉm cười: Dạ vâng. Sau đó cô mở cửa bước xuống xe rồi đến nhấn chuông cửa. Vẫn chưa vào nhà, Thanh Bình đã lái xe đi trước. Ngọc Châu quay lại nhìn, biết Thanh Bình không mách chuyện này với bà Hà và ông Tùng, lòng cô mới nhẹ nhõm. Từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn nơm nớp lo sợ trong lòng. Cô Châu về rồi à? Tròn là người ra mở cửa. Tính hay để ý thấy cô khoác đàn ông, khoác áo đàn ông thì Tròn liền hỏi: Cô Châu khoác áo của ai lạ thế? À, áo của anh hai tôi đấy. Thôi tôi vào nhà đây. Ngọc Châu đi nhanh vào trong nhà rồi lên thẳng phòng. Lúc này cô mới lấy chiếc áo xuống. Nhớ đến người giúp mình ở quán bar, cô thẫn thờ như người mất hồn. Làm sao trả lại áo cho chú đó đây? Cô vẫn tiếc bởi vì chưa kịp hỏi tên người đó. Đi đâu vậy? Về nhà. Không phải vừa nãy em đồng ý nấu cơm sao? Còn không phải là anh cơ hội à? Nhưng tôi có bảo nấu liền đâu chứ. Bây giờ anh đói quá, muốn ăn cơm. Anh... Trung Ngân tức tối trong lòng, nhưng biết sao được, vì Ngọc Châu nên cô đã thỏa hiệp cùng với anh. Mà sớm muộn gì cũng phải nấu, chi bằng trả nợ sớm để nhanh khỏi bị ám. Anh ghé vào siêu thị đi, tôi mua thức ăn về nấu. Ok.
Thanh Bình đánh lái ghé vào siêu thị gần nhất. Lúc này đột nhiên Trúc Ngân cảm thấy bụng dưới hơi đau, còn nghĩ sức khỏe của mình có gì không ổn thì cảm giác ẩm ướt truyền đến. Lúc này cô mới nhớ đến kỳ kinh nguyệt, bởi vì công việc nhiều nên cô quên bén đi mất. Nhưng đâu cần phải đen đủ như vậy chứ. Từ đúng lúc cô ngồi trên xe của anh, bây giờ chẳng biết phải làm sao, hình như là bị dính vào ghế xe rồi thì phải. Trúc Ngân lúng túng, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cùng lúc Thanh Bình đã lái xe chạy vào bãi đậu của siêu thị. Thanh Bình mở cửa bước xuống xe, vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Tới siêu thị rồi đấy, mình vào mua đồ thôi. Tôi... Trúc Ngân ấp úng, nói thốt lên lời. Nhận ra bất thường, Thanh Bình hỏi: Em làm sao vậy? Em có thể mua đồ giùm tôi được không? Em muốn mua gì? Chẳng phải giờ anh và em cùng vào trong đó luôn sao? Tôi không đi được, mình anh thôi. Nhưng em là người nấu, em mới biết nấu gì, mua những gì chứ. Tôi không kêu anh mua thức ăn. Vậy em muốn anh mua gì cho em? Đến nước này thì cô đành phải chịu mất mặt, đưa tay che mặt mình rồi nói: Băng vệ sinh. Là đàn ông nên Thanh Bình vẫn chưa thể hình dung được thứ mà Trúc Ngân nói là gì. Anh hỏi lại: Băng vệ sinh là cái gì? Trúc Ngân đang ngại, bây giờ lại càng thêm một cục tức. Cô không biết người đàn ông này sao có thể là sếp tổng, quản lý cả một công ty lớn được. Thì anh vào trong đó, nói mua cái đó là người ta đưa cho. Em không đi cùng với anh sao? Tôi mà đi được thì không cần nhờ đến anh làm gì. Ừ, vậy để anh mua cho. Thanh Bình nói giọng nhẹ nhàng. Ai lại nghĩ một tổng giám đốc mà đi mua để đồ phụ nữ như vậy. Đây là ngoại lệ duy nhất, chỉ có đối với cô mới có sự phục tùng vô điều kiện như vậy. Thanh Bình đi vào trong siêu thị, bởi vì không biết món đồ cô cần mua hình dáng ra sao, anh bắt buộc phải hỏi nhân viên trực quầy. Vừa thấy anh tiến đến, nữ nhân viên ngây người đến suýt mất hồn mất vía. Tôi muốn mua đồ. Nữ nhân viên lập tức niềm nở, nhiệt tình hết mức có thể. Anh muốn mua gì cứ nói, em sẽ lấy cho anh. Băng vệ sinh là cái nào? Nữ nhân viên nghe xong há hốc mồm. Cô không dám tin một người đàn ông cực phẩm trước mặt lại đi mua đồ nhạy cảm cho phụ nữ. Vẻ mặt lại lạnh lùng không cảm xúc thế kia, khiến cô chết mê mất thôi. Thế người nhân viên cứ đứng nhìn mình không nói gì. Thanh Bình vờ ho khan vài tiếng rồi nói tiếp: Cô chỉ giúp tôi được chứ? Người nhân viên gật đầu lia lịa: Được chưa ạ? Mời anh theo em đến kệ đằng kia. Tôi cảm ơn. Người nhân viên đi trước, còn Thanh Bình thì theo phía sau. Đến chỗ quầy hàng, nữ nhân viên mới hỏi: Anh mua loại ban ngày hay là ban đêm? Có cánh hay là không có cánh? Mùi bạc hà mát lạnh hay là hương thảo dược? Nhiều loại vậy sao? Đúng rồi ạ. Em không biết mua loại gì mới đúng, cô cũng không dặn. Cuối cùng anh nói: Lấy hết cho tôi đi. Người nhân viên lại một phen tròn mắt: Hết luôn ạ? Ừ, có vấn đề gì sao? Dạ không ạ, em sẽ lấy hết cho anh. Hết bao nhiêu quẹt thẻ cho tôi. Đến quầy xem thanh toán cho anh nhé. Mà cái này dùng để làm gì vậy? Nữ nhân viên không dám tin hỏi lại. Anh không biết sao? Thực sự là không biết làm gì ạ? Nếu tôi biết thì còn hỏi làm gì chứ. Hèn gì anh mới đi mua, chưa đàn ông ai mua thứ này bao giờ. Nữ nhân viên buột miệng hỏi. Thanh Bình thắc mắc: Sao đàn ông lại không mua được? Người nhân viên cười giải thích: Đây là đồ dùng cho phụ nữ đến ngày đèn đỏ đấy. Đàn ông đa số là kỹ tính, cho nên là bẩn ít ai mua lắm. Thanh Bình nhếch môi cười lạnh: Bẩn sao? Thế bọn họ từ đất chui lên à? Người nhân viên nghe xong cũng phải cứng họng. Lần đầu tiên gặp phải khách hàng có phát ngôn này, trong lòng thầm ngưỡng mộ người con gái được anh cưng chiều. Sau khi quẹt thẻ thanh toán xong, nhân viên gửi lại thẻ và túi đồ cho anh: Cảm ơn quý khách. Thanh Bình nhận lấy thẻ rồi cầm túi đồ rời đi hướng ra ngoài. Lúc này nữ nhân viên vẫn luyến tiếc ngóng theo, trách lưỡi nói: Người gì mà đã đẹp, nhiều tiền lại còn tử tế ga lăng chiều chuộng bạn gái. Ước gì mình gặp được người có nửa các yếu tố ấy thì tốt biết mấy. Tỉnh đại đi cô, mây tầng nào thì gặp gió tầng đó thôi. Người ta cực phẩm như vậy, bạn gái chắc cũng cỡ hoa hậu chứ chẳng đùa. Một người nhân viên khác bên cạnh vỗ vai cô rồi nói. Người này liền thất thểu: Thì biết là vậy nên mới ước đấy. Thay vì ước những thứ xa vời đó thì làm tốt công việc của mình đi. Nghỉ hôm nay, nghỉ hôm nay ăn gì nó thiết thực hơn đấy. Bà đúng là khô khan, chẳng có biết ngôn tình lãng mạn gì hết. Đó của tao á, có mỗi cơm áo gạo tiền là đủ mệt rồi, lấy đâu ra mơ mộng mấy thứ phù du đó.
Có chăng ấy là kiếp này dáng mà tu tâm tích đức làm nhiều việc tốt, mong kiếp sau đầu thai nhà giàu thì may ra. Nói chuyện với bà chán quá, tôi đi làm việc đây. Nói rồi người nhân viên không thèm nói chuyện với bà chị đồng nghiệp. Hiện đã là bà mẹ bỉm hai con, có thể vì khoảng cách đó mà suy nghĩ của cả hai cũng khác nhau. Thanh Bình ra đến xe, Trung Ngân vẫn bám trụ ở ghế không dám xê dịch. Trông thấy anh trở lại, cô vui mừng. Đồ của em đấy. Nhìn Thanh Bình đưa cho mình một chiếc túi to, cô thắc mắc. Đây là gì vậy? Thì em kêu anh mua gì, anh mua đó còn gì nữa. Tôi kêu là anh mua một bịch thôi. Anh mua cái gì mà cả cái túi to tổ bố thế này? Người ta hỏi mua loại gì, ngày hay đêm, cánh hay không cánh, mùi bạc hà mát lạnh hay là hương thảo dược gì gì đó. Em không dặn nên anh lấy hết. Nghe anh kể mà Trúc Ngân chẳng biết giấu mặt vào đâu. Người đàn ông này có thật thà quá rồi không? Thôi đưa đây. Trúc Ngân cầm lấy túi ôm vào bụng. Giờ có rồi mà cô không biết làm sao để thay. Đây là siêu thị, trong khi quần cô đã bị dính, Trúc Ngân lại rơi vào lúng túng. Em làm sao nữa à? Tôi... Có gì em phải nói ra, anh mới biết mà giúp được em chứ. Đồ của tôi rơi rồi, dính cả vào ghế của anh. Em đứng dậy trước đi. Nhưng... Tôi nghe anh, không sao đâu. Trung Ngân đấn ná chưa chịu xuống. Cô xấu hổ không thôi, chưa bao giờ nghĩ rơi vào hoàn cảnh khóc không ra nước mắt thế này, lại còn để người đàn ông này chứng kiến tất cả, thể hiện sự kiêu hãnh của cô mất hết rồi còn đâu. Em mà còn không xuống, anh sẽ bế em xuống đấy. Nghe Thanh Bình nói vậy, Trung Ngân lập tức hốt hoảng. Không được, anh đừng có mà làm bậy. Vậy thì em bước xuống đi, ngồi mãi không phải là cách đâu. Anh quay mặt chỗ khác đi. Em còn ngại sao? Mua băng vệ sinh cho em, anh còn mua được nữa là. Anh nhắc tới làm gì? Anh muốn đòi công sao? Anh không có. Tôi không biết. Bây giờ anh phải quay mặt đi chỗ khác cho tôi. Được rồi, muốn anh quay thì quay. Thanh Bình quay mặt ra phía sau rồi nói. Như vậy được chưa? Được rồi, chờ tôi một lát. Trung Ngân lúc này tìm trong xe xem có gì che được không, nhưng chẳng có gì cả. Đúng lúc này Thanh Bình cất tiếng. Em lấy áo khoác quanh mà dùng. Trung Ngân nhìn thấy đã đến, Thanh Bình cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Cô cảm thấy ngại. Chiếc áo của anh không phải là hàng rẻ tiền. Nếu cô lấy che sẽ bị dính bẩn, nhưng nếu không dùng cô sẽ không bước xuống khỏi xe được. Cuối cùng Trúc Ngân đã chọn mượn tạm áo của Thanh Bình. Cầm lấy, cô bước xuống xe rồi quấn ngang người. Mở túi đồ anh vừa mở, lấy một bịch băng vệ sinh rồi nói. Tôi vào nhà vệ sinh một lát, anh cứ ở đây chờ đi. Em đi một mình được không? Được mà. Trúc Ngân bỏ đi nhanh, cô lẩm bẩm một mình. Em sợ tôi chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn đòi đi theo chứ? Em đợi đã. Bước chân cô khựng lại về câu nói của Thanh Bình, cô quay lại hỏi. Có chuyện gì nào? Lát sẽ nói được không? Không chờ được. Trung Ngân vỗ tay lên trán cảm thán nói. Có gì anh nói nhanh đi, anh thấy vẫn chưa ổn đâu. Cô không hiểu. Gì mà không ổn chứ? Đồ của em. Lúc này cô nhìn xuống người mình mới hiểu ý của Thanh Bình. Cô đúng là bỏ sót thứ quan trọng. Chưa kịp lên tiếng, Thanh Bình đã nói tiếp. Em chờ anh một chút, anh quay lại ngay. Anh đi đâu vậy? Không đợi trả lời, anh đã bỏ đi luôn. Một lát sau, Trung Ngân đã thay đồ khác và trở lại xe. Cô không ngờ lúc nãy Thanh Bình lại đi mua quần áo khác cho mình, thậm chí là lau sạch vết bẩn ở trên ghế luôn. Cô định ra chùi nhưng không thấy nữa. Sự chu đáo của anh khiến cho cô cảm động, song không vì vậy mà cô sẽ mềm lòng. Cùng lắm cô trả ơn bằng bữa cơm thịnh soạn hơn ban đầu một tí. Thế cô trở lại, Thanh Bình hỏi. Xong rồi à? Trung Ngân vẫn còn ngại, mặt đỏ ửng nói. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, đây là việc mà anh nên làm mà. Em muốn ăn món gì cứ nói đi, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Này là vì anh đã giúp tôi thôi đấy. Thanh Bình cười tươi. Sao cũng được, miễn là em nấu anh đều ăn. Em dễ dãi từ bao giờ thế? Anh trước giờ vẫn thế, nhưng chỉ đối với một mình em thôi. Đàn ông các người đúng là biết nói lời ngon ngọt dụ dỗ phụ nữ. Tức là tôi không phải là tuýp người sẽ bị lừa như anh nghĩ đâu. Anh có lừa gì em đâu. Anh biết là trước kia anh hành xử không đúng, nhưng bây giờ anh đã biết mình sai. Em tha thứ cho anh đi được không? Trung Ngân vẫn lạnh lùng nói. Chúng ta có gì đâu mà tha thứ. Đơn giản tôi nấu cơm cho anh và anh giúp, không nói chuyện với Ngọc Châu cho ba mẹ. Để vốn dĩ là một việc mà một người anh trai cần làm,
chứ không phải là dùng nó đặt điều đòi kiện lợi ích. Thứ hai, tôi xem như là tôi trả công anh đã giúp tôi chuyện ban nãy. Sòng phẳng rồi thì không ai nợ ai. Thanh Bình vờ như không để ý những lời cô vừa nói. Anh nghĩ ăn cơm với sườn xào chua ngọt sẽ ngon lắm đây. Em muốn ăn món đó chứ gì, tôi nấu cho. Cả hai vào siêu thị, đến quầy thực phẩm mua những thứ cần thiết cho bữa cơm. Tiện thể Trúc Ngân cũng mua ít đồ dùng cần thiết trong nhà. Hiện tại nhà chưa có gì hết, cô loay hoay lựa chọn. Còn Thanh Bình xắn tay áo đẩy xe cho cô. Lúc này cô sơ ý va phải một người phụ nữ tầm trung niên cũng đang lựa chọn như mình. Trúc Ngân lập tức nói: tôi xin lỗi. Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đi đứng rồi mà không có ý tứ gì hết vậy, mắt để trưng à? Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Ai làm sai nói xin lỗi cũng được hay sao? Cô muốn thế nào? Có chuyện gì về em? Thanh Bình ở quầy kia mua vài thứ xong rồi đẩy xe đến chỗ của cô. Nghe thấy hai người nói chuyện nên lên tiếng hỏi. Kỳ lạ là người phụ nữ đang vốn làm khó dễ với Trúc Ngân, thế mà trông thấy Thanh Bình liền tránh mặt đi ngay. Trúc Ngân cũng cảm thấy khó hiểu. Không có gì đâu, tôi vừa đụng trúng cô kia. Tôi xin lỗi rồi mà cô đó không chịu. Ai mà ngang ngược thế? Tôi không biết, nhưng người đó vừa đi mất rồi. Mẹ mua xong chưa? Xong rồi, về nhà thôi. Sau đó cả hai đẩy xe đến chỗ quầy thanh toán. Người phụ nữ vừa nãy cũng bước ra từ chỗ khuất, nhìn về phía hai người với ánh mắt thù hằn đáng sợ. Sườn rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, trần qua nước sôi với chút muối để khử sạch mùi hôi. Sau đó rửa sạch lại, ướp sườn với hai muỗng cà phê, nước mắm, một thìa đường, một muỗng cà phê hạt nêm trong khoảng 15 phút. Thanh Bình thấy Trúc Ngân cầm điện thoại vừa xem vừa đọc thì hỏi: em làm gì đấy? Tôi đang xem hướng dẫn nấu món sườn xào chua ngọt mà anh yêu cầu đấy. Ủa, em không biết nấu sao? Anh hỏi dư thừa. Nếu biết thì tôi lên đây học làm gì? Thanh Bình bất lực. Anh cứ tưởng là cô biết nấu, hóa ra không phải. Trúc Ngân làm theo hướng dẫn, sơ chế ướp xong thì bỏ lên chảo để sấy với tỏi cho thơm. Mà vì cô bỏ sườn nhanh quá nên dầu văng tứ tung. Hoảng quá cô la lên: ui nóng quá. Thanh Bình bên cạnh nóng ruột, xót cho cô đành phải ra tay. Em tránh sang bên đi. Anh muốn làm gì? Để em nấu, anh nghĩ là chắc không có mà ăn đâu. Trúc Ngân hơi quê, cô biết nấu một số món thôi. Sườn xào chua ngọt cô chưa làm bao giờ. Không muốn lại mất mặt nên cô nói: do anh chọn không đúng món sở trường của tôi thôi. Tôi đâu có giỏi như anh nói. Ừ, em giỏi. Chạy sang bên cho anh làm cho. Thanh Bình rảnh nấu nên cô cũng để cho anh làm. Đứng sang một bên xem. Thật sự một điều, hôm ở nhà anh đã nấu ăn thì lần này cô vẫn bị hút hồn bởi dáng vẻ chuyên nghiệp của anh. Lấy giúp anh lọ đường tới đây. Đường hả? Đợi tí. Mua gia vị về, Trúc Ngân cho vào lọ nên chưa nhớ được lọ nào đựng thứ gì. Trông thấy màu trắng nghĩ là đường nên cô đưa cho anh. Đường đây. Nhìn đến lọ gia vị cô đưa, hàng lông mày của anh đã cau lại. Anh bảo đường cơ mà, em đưa muối cho anh làm gì? Đây là đường mà. Em có chắc không? Nghe anh hỏi, cô nhìn lại cái lọ, vẫn không tin nên mở ra tay, đưa tay vào nếm, sau đó nhăn mặt lẻ lưỡi. Mặn quá. Thanh Bình nhìn biểu cảm ngây ngô của cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em nghĩ là muối nó ngọt ư? Trúc Ngân bị anh nói quê quá hóa giận. Tại anh hết, biết là muối mà không ngăn tôi lại. Đối với cô hiện tại, anh chính là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Biết rõ là cô hơi ngang ngược nhưng vẫn nói giọng ôn nhu. Vừa nãy rõ ràng anh bảo muối mà, do em không tin anh mới nếm thử đó chứ. Ồ thì sao tôi nhầm? Mà anh lo nấu đi kìa, tôi lại lặt sau đây. Trúc Ngân sai nên chẳng thể nói gì được, anh lảng sang chuyện khác. Thanh Bình cũng không nói đến nữa. Anh tiếp tục chế biến món sườn xào chua ngọt. Lâu lâu ánh mắt lại nhìn đến cô đang làm sao để nấu canh. Bất chợt anh có cảm giác giống như một gia đình nhỏ. Sau thời gian bề bộn với công việc về nhà, anh sẽ có những phút giây cùng nhau thế này. Anh không cần người phụ nữ của mình phải đảm đang bếp núc, vì những chuyện đó anh có thể làm. Bữa cơm vui vẻ hạnh phúc quây quần chính là điều mà anh cần. Mấy năm qua anh gần như chỉ nghĩ đến công việc, nhưng bây giờ anh lại có những dự định riêng cho bản thân. Lúc này nhớ lại, anh thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Cũng thấm câu nói của bà Hà, nhưng anh nghĩ mình có thể sửa sai, quyết tâm theo đuổi lại cô vợ hứa hôn này của mình. Mặt tôi bị gì hay sao mà anh nhìn như vậy?
Bất giác quay sang, Trúc Ngân chạm phải ánh mắt của Thanh Bình nhìn mình. Khoảnh khắc đó cô có chút thẹn thùng, gương mặt thoáng ửng đỏ. Sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường mà hỏi anh: "Về em đẹp." "Tôi đâu có cần anh khen đâu. Anh lo mà nấu nhanh đi. Ăn xong rồi về nhà anh dùm nhé." "Lợi dụng xong rồi muốn đuổi anh là sao?" "Tôi lợi dụng gì anh? Ngược lại thì có. Ăn xong thì anh về nhà anh chứ. Hay muốn ở lì nhà tôi?" "Nếu mà anh muốn ở thì sao?" Bất ngờ Thanh Bình tiến đến gần cô, cố tình cúi xuống sát cô nữa. Trung Ngân bất giác dùng mình, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên, cảm nhận từng hơi thở của anh phả trên đỉnh đầu. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên khi đứng cạnh nhau, Thanh Bình cách cô một cái đầu, nhưng đúng lúc cúi xuống lại ở khoảng cách rất gần. Chỉ cần cô ngước lên là chạm phải mặt anh liền. Ngay sau đó cô phản ứng, nhích người tiến về phía trước rồi nói: "Ai cho anh chứ?" "Em cho." "Anh bớt ảo tưởng đi." "Ta sợ nói là anh ảo tưởng. Vì đang nói những việc sẽ không bao giờ xảy ra. Hiện tại thì không, nhưng tương lai thì chưa chắc. Anh có quá tự tin vào bản thân của mình không vậy?" "Em tin vào bản lĩnh của mình, cũng như hiểu em." "Anh thì hiểu gì về tôi chứ?" "Trái tim của em." "Tôi đang nghe một câu chuyện hài hước gì đây?" "Có thể bây giờ em không thừa nhận, nhưng anh sẽ chứng minh để em thấy thành ý của anh đối với em." "Thành ý có đến muộn cũng bằng thừa. Thôi tôi rời sau đây." Trung Ngân bỏ đi rời sau. Cô không biết Thanh Bình đang chứng tỏ điều gì. Nếu như là 5 năm trước, có thể cô sẽ rất vui, hạnh phúc. Nhưng sau khi trải qua tổn thương, tuyệt vọng, thì đối với cô tất cả không còn quan trọng. Có lẽ cả hai chỉ nên dừng lại ở đường thẳng song song. Sau đó cả hai không nói gì nữa. Thanh Bình làm xong sườn xào chua ngọt cho ra dĩa. Bên đây Trúc Ngân nấu canh cũng vừa chín. Cô múc ra tô mang đến bàn. Lúc này mới nhớ ra là chưa nấu cơm, gạo cũng quên mua. Hai người nhìn nhau. "Sao phải làm sao? Đi mua gạo về nấu à? Rồi lúc nào mới ăn được?" "Để anh về nhà anh mang gạo sang." "Vậy anh đi đi." Sau đó Thanh Bình phải sang nhà mình lấy gạo đem qua nhà cô nấu, lại phải mất thời gian đợi cơm chín. Trung Ngân cảm thấy người hơi mệt, bụng còn đau lâm sâm nên cô bỏ ra ngoài phòng khách ngồi. Lúc mà điện thoại đổ chuông, cầm xem là của bà Nhã gọi, Trung Ngân liền nhấc máy. "Con nghe mẹ." "Con đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?" "Con đang ở nhà, chờ cơm chín rồi ăn thôi." "Tự nấu à?" "Dạ vâng." "Công việc của con ổn chứ? Ba cứ bảo nhớ con suốt đấy." "Vẫn ổn mẹ, chờ con giải quyết xong con sẽ về với ba mẹ." "Tính ba con cứ thế, bây giờ đã như vậy, đến lúc gả con á, chắc là ổng khóc mấy ngày quá." "Con sẽ không lấy chồng đâu, con muốn ở với ba mẹ thôi." "Thôi đi cô, bây giờ nói thì hay lắm. Chờ tới chừng đó, coi có bỏ ông bà già này quạnh hiu không." "Ba mẹ còn trẻ chán mà, già đâu mà già." "Cô đừng có nịnh. Mà mẹ nghe bà Hà nói con có đến nhà mẹ Hà rồi hả con?" "Dạ vâng." "Vậy chắc là có gặp Thanh Bình à?" "Dạ." "Mà sao mẹ hỏi đến chuyện này?" "À thì mẹ hỏi vậy thôi. Chuyện hai đứa bây giờ ba mẹ đâu có xen vào đâu. Tất cả là do hai đứa thôi." "Con với ta có gì đâu mẹ." "Cơm chín rồi, em vào ăn đi thôi." Tiếng của Thanh Bình vọng ra, Trung Ngân che không kịp nên bà Nhã đã nghe thấy. Lập tức bà hỏi: "Ai đang ở nhà với con vậy? Mà mẹ nghe giọng quen lắm nha." "Là Ngọc Châu đấy mẹ, em mới đến chơi." "Phải không? Ngọc Châu sao lại gọi con bằng em?" "Mẹ nghe nhầm đấy, con tắt máy đây. Bye mẹ yêu." Nói xong Trung Ngân kết thúc cuộc gọi, cô đứng dậy đi vào bếp với vẻ bực tức. Rõ ràng là mình nghe giống giọng đàn ông đúng hơn, sao nó nói là Ngọc Châu chứ. Bà Nhã cầm điện thoại vẫn không ngừng thắc mắc về giọng nói vừa nghe trong cuộc gọi vừa rồi. "Em có biết lịch sự không hả? Tôi nói chuyện điện thoại với mẹ tôi đấy." "Biết là em nói chuyện với mẹ. Em đã đến rồi nói vài câu cùng mẹ rồi." "Anh đừng có mà mơ nhé. Ăn cơm nhanh rồi về nhà anh dùm đi." Trung Ngân càng tức trước thái độ tỉnh bơ kia của Thanh Bình. Cô cầm đũa, giọng vào chén mà không gắp đồ ăn. Lúc này một miếng sườn xào được bỏ vào chén của cô. Trung Ngân ngước lên: "Yên tâm, anh làm ngon lắm." "Chưa ăn thì chưa biết ngon dở đâu." "Thì em cứ ăn thử đi. Chẳng phải bữa em đã thử qua cua giam me anh làm rồi sao?" "Ừ thì chỉ tạm tạm thôi." "Anh nhớ là thấy em ngon miệng lắm cơ mà." "Có sao, tôi quên mất rồi." "Em lận lọng thật đấy." Trung Ngân bĩu môi: "Giống anh thôi." Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Mặc dù Trung Ngân có lấn lướt hơn, nhưng Thanh Bình vẫn nhường nhịn cô hết mức. Có thể nói đây là nóc nhà, dù thế nào thì cũng không dám bật.
Bữa cơm xong, Thanh Bình còn đích thân dọn dẹp mang chén đi rửa. Dù Trúc Ngân có bảo để đó cô làm, nhưng lại bảo đồ lại cho anh gì đó tráng miệng là được. Không có đâu nha, về nhà anh mà ăn. Em cần phải đối xử keo kiệt với một đàn ông giỏi nấu ăn như anh không? Tôi vậy đấy, anh cứ tránh xa tôi ra. Không bao giờ có chuyện đó, em cũng đừng nghĩ đến. Vậy thôi tôi tránh, xong rồi thì anh về nhà anh đi. Trung Ngân đến đẩy Thanh Bình ra ngoài. Đến không quên nói hết nợ nần nhau rồi nha. Sau đó cô đóng cửa lại. Thanh Bình đứng ở ngoài, cong cánh môi mỏng của mình, nở ra một nụ cười. Đợt này của chúng ta định sẵn là duyên nợ của nhau rồi, làm sao mà hết được chứ. Lúc này chỉ còn một mình Trúc Ngân mới để ý cái áo khoác của Thanh Bình. Vì bẩn nên cô có gói lại mang về nhà. Bây giờ không biết xử lý thế nào, giặt hay là mua cái khác đền đây. Cô thở dài một tiếng. Sao anh cứ ám tôi mãi thế? Từ chuyện ở quán bar hôm đó, Ngọc Châu không dám đến nữa. Nhưng cô vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông đó. Áo khoác cô đã giặt sạch, cất trong tủ, không biết có cơ hội để gửi trả lại hay không. Từ trường về, cô ghé vào một cửa hàng sách để tìm mua một vài cuốn mình cần. Vẫn đang đi tìm thì cô thấy cuốn sách mình cần ở kệ trên cao. Cô nhón chân để lấy nhưng không tới. Có một bàn tay khác cũng lấy cuốn sách đó. Ngọc Châu nhìn đến liền nở ra một nụ cười vui mừng. Là chú. Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Cô bé còn nhớ tôi sao? Chú cũng đi mua sách hay sao? Ừ, của cô bé đấy. Ngọc Châu nhìn cuốn sách người đàn ông đưa cho mình, ngơ ngác không hiểu. Cho cháu à? Ừ, không phải là cô bé muốn lấy nó sao? Cháu tưởng là chú cũng muốn mua món này. Không phải, tôi lấy giùm cô bé thôi. Trong lòng Ngọc Châu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Cô không hiểu đó là gì. Nhận lấy cuốn sách, cô nói. Cảm ơn chú. Sao? Có muốn mua sách nào nữa không? Dạ đủ rồi ạ. Ừ. Không biết là sẽ gặp chú nên cháu không mang theo áo khoác để gửi lại cho chú rồi. Không cần đâu. Cháu giặt sạch rồi. Chú cho cháu xin số điện thoại của chú nhé. Có gì cháu sẽ liên lạc gửi cho chú sau. Thấy đàn ông im lặng, Ngọc Châu lại nói. Được không chú? Lúc này người đàn ông mới đưa tay mình ra. Đưa máy của cô bé đây. Ngọc Châu không chút lo ngại mà cầm điện thoại của mình đưa cho người đàn ông. Cầm lấy rồi nhấn một dãy số lên màn hình, sau đó lại đưa lại cho cô. Số của tôi đấy, để cháu lưu vào. Mà chú tên là gì vậy? Cháu vẫn chưa biết tên của chú. Mạnh Hùng. Ngọc Châu lưu trong máy với tên chú Mạnh Hùng. Xong rồi cô cười vui vẻ. Cảm ơn chú, tên cháu là Ngọc Châu. Tôi biết rồi. Sao chú biết? Bữa đó cô bé có nói thì phải. Có sao? Mà không sao. Rồi nó lại để chú không quên. Mua sách xong rồi về nhà. Đáng lẽ là vậy, nhưng lúc này Ngọc Châu lại nói khác. Cháu định kiếm gì ăn? Chú rảnh không ạ? Cháu mời chú một bữa cơm. Ừ, tôi cũng không có làm gì. Vậy để cháu tính tiền sách rồi mình đi ăn nhé. Không cần đâu, có người trả rồi. Ai trả hả chú? Là người của tôi, cô bé không cần phải bận tâm. Giờ đi ăn thôi. Lúc này Châu mới để ý có người đàn ông bận vest đen đứng ở quầy thanh toán cúi đầu với Mạnh Hùng. Sau đó cô theo anh ra khỏi cửa hàng sách. Người vừa nãy đã đi trước để mở cửa xe. Mạnh Hùng nhìn cô. Cô bé lên xe đi. Do dự một lát, Ngọc Châu bước lên xe. Mạnh Hùng cũng lên ghế ở bên cạnh. Anh ra lệnh cho tài xế. Đến nhà hàng Hoàng Cung đi. Dạ ông chủ. Từ khi nhìn thấy xe Ngọc Châu biết nó rất đắt, mà bên cạnh còn có người đi theo lại không đơn giản, cô hơi tò mò về Mạnh Hùng. Không biết anh làm công việc gì, là người thế nào. Sợ nhìn tôi như vậy, như làm việc xấu bị phát hiện. Ngọc Châu xấu hổ. Dạ không có gì. Có gì thắc mắc cần hỏi sao? Được cơ hội nên Ngọc Châu hỏi luôn. Chú làm gì thế ạ? Buôn bán nhỏ thôi. Còn cô bé vẫn đi học sao? Dạ vâng, cháu đang học đại học. Đi học mà dám đến quán bar một mình thế sao? Ngọc Châu sợ Mạnh Hùng nghĩ là mình chơi bờ hư hỏng nên giải thích. Không phải là cháu đi chơi đâu ạ. Đến làm gì? Cháu có luận án cần làm về chủ đề sa ngã của giới trẻ. Cháu biết quán bar là nơi có nhiều người lựa chọn, nên là lấy tư liệu thôi ạ. Gan dạ nhỉ. Sao mà chú nói giống anh trai của cháu thế? Người hôm đó là anh trai của cô sao? Dạ vâng. Đáng lẽ giấu người nhà, nào ngờ bị phát hiện. Thế có bị mắng không? Ngọc Châu cười gãi đầu. Dạ có. Nhưng mà là anh trai của cháu không mách với ba mẹ của cháu đâu. Ừ. Lần sau đừng có một mình đến những nơi phức tạp như vậy. Cần tư liệu gì cứ nói với tôi,
Chú biết ạ? Chút ít. Mạnh Hùng cũng đã mở lời, đây cũng là cơ hội để cô tiếp xúc thêm với anh, nên Ngọc Châu không ngần ngại mà đồng ý luôn. Cháu không khách sáo đâu, nhưng tìm chú lúc nào cũng được ạ? Không cần phải gặp mặt đâu, gọi điện thoại cũng được. Cháu sợ qua điện thoại sẽ không thể nói kỹ được. Muốn thế nào cũng được. Chú đồng ý rồi nhá, tới đó không được bảo là cháu phiền đâu. Mạnh Hùng nhìn cô vui cười mà lắc đầu. Tôi là người trưởng thành, sẽ có trách nhiệm với lời mà mình nói ra, không phải là như cô bé đâu. Ý chú bảo cháu là con nít sao? Cháu sắp 20 rồi đấy, mà sao chú cứ gọi cháu là cô bé không vậy? Ngọc Châu sụ mặt buồn bã. Thế vậy Mạnh Hùng liền dỗ. Tôi có bảo cô bé là con nít đâu, mà đi với tôi không sợ à? Lại cô bé. Tôi sẽ không gọi nữa, chịu chưa? Ngọc Châu liền vui vẻ tươi cười. Mà vừa nãy chú nói sao phải sợ chú, chú là người tốt mà. Nghe cô nói, bất chợt Mạnh Hùng nhếch môi nở sâu nụ cười thú vị. Tốt ư? Vâng. Mà có gì sao chú? Không có gì. Em là người đầu tiên nói với tôi câu đó. Câu nào hả chú? Bảo tôi tốt ý. Ngọc Châu liền cảm thấy khó hiểu. Chú tốt thật mà. Bữa đó nếu không có chú thì cháu sẽ không biết sẽ thế nào đây. Chuyện đó không đáng gì đâu, không cần phải nhắc. Ngọc Châu định nói gì đó thì xe đã dừng lại, đã đến nhà hàng. Người phía trước bước xuống mở cửa xe với thái độ phục tùng cung kính. Ngọc Châu bước xuống rồi nhìn vào trong nhà hàng. Cô biết đây là nhà hàng nổi tiếng, cô cùng với gia đình không ít lần đến ăn ở đây, nhưng phải có thẻ hội viên của nhà hàng mới vào được, mà ông Tùng mới có thẻ. Ngọc Châu hơi bối rối. Đây là cô mở lời mời cơm, nhưng tới đây cô không hề dự tính trước. Lúc lên xe cũng không để ý lắm, bây giờ chẳng biết phải thế nào. Sao mà đứng đó, đi vào trong thôi. Mạnh Hùng vừa bước đi, Ngọc Châu đột nhiên níu tay anh giữ lại. Cô lúng túng. Đi chỗ khác được không chú? Sao vậy? Chỗ này không ngon ư? Không phải, ở đây phải có thẻ thì mới vào được. Không cần lo, cứ vào thôi. Nói rồi Mạnh Hùng đi trước. Ngọc Châu thấy vậy không theo kịp suy nghĩ. Khi vào trong rồi, người quản lý nhà hàng đích thân đến tiếp đón. Cậu hai, cho tôi một phòng. Dạ vâng, mời cậu hai theo hướng này. Người quản lý còn dẫn cả hai đến tầng, chưa đưa vào một căn phòng rồi hỏi. Cậu hai muốn dùng gì ạ? Lúc này Mạnh Hùng hỏi Ngọc Châu, muốn ăn gì? Cô giật mình trả lời, ăn gì cũng được ạ. Sau đó Mạnh Hùng chỉ vài món cho quản lý. Khi người quản lý rời đi, Ngọc Châu mới lén nhìn đến anh thắc mắc. Sao người đó gọi chú là cậu hai thế ạ? Muốn biết sao? Cháu chỉ hơi tò mò thôi, chú nói cũng không sao mà. Đây là nhà hàng của ba tôi. Ngọc Châu tròn mắt kinh ngạc. Nhà chú giàu vậy hả? Mà sao hồi nãy chú bảo là buôn bán nhỏ? Đây là tài sản của ba tôi chứ không phải là của tôi đâu. Ngọc Châu gần gù như đã hiểu. Lúc này quản lý đẩy đồ ăn vào đặt trên bàn. Chúc cậu hai dùng bữa ngon miệng, ra ngoài đi. Nhìn trên bàn thức ăn hơi nhiều so với hai người, Ngọc Châu hỏi. Ăn hết không chú? Nhiều quá. Ăn được bao nhiêu thì ăn. Ngọc Châu cầm đũa bắt đầu ăn. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khác, đồ ăn rất ngon. Điện thoại trong túi đổ chuông, cô lấy ra xem thì là của số tài xế. Ai gọi sao không nghe đi? Ở nhà cháu gọi đấy, cháu ra ngoài nghe máy chút nha. Ừ. Ngọc Châu cầm điện thoại đi ra ngoài nhấn nghe rồi nói, em chờ khi nào tôi gọi rồi đến đón nha. Nói xong cô tắt máy. Thường đi học sẽ có tài xế đưa đón, vì giờ về thất thường, có khi trống tiết nên lúc nào cô về sẽ gọi cho tài xế đến đón. Chắc hơi trễ không thấy cô nên tài xế đã gọi. Anh nói Mạnh Hùng đến đang ở đây hả? Dạ bà chủ, cậu hai đi cùng với một cô gái. Cô gái? Dạ vâng, cậu hai đang ngồi căn phòng số 3. Tôi biết rồi, anh làm công việc của mình đi. Ngọc Châu quay lại thấy có người phụ nữ trung niên đi vào phòng ăn của cô. Không biết là ai nên cô đã đến xem. Cửa chỉ khép hờ nên ở ngoài cô nghe được cuộc nói chuyện bên trong. Sao lại đến đây vậy? Mày Hùng dùng ánh mắt lạnh như thể nhìn xuyên ngực phụ nữ kia rồi trả lời. Tôi không thể đến đây ăn được sao? Làm gì có. Ý gì là con đến mà không báo trước, để gì cho người chuẩn bị chu đáo thôi. Bà tốt như vậy ư? Con làm sao vậy? Dì lúc nào cũng thương con hết. Dì biết con có thành kiến với dì, nhưng dì trước giờ xem con không khác gì con đẻ của dì, dù dì chỉ là vợ sau của ba con.
Ở đây không có ba tôi đâu. Bà diễn kịch cho ai xem? Phiền bà đi khỏi đây, đừng có làm hỏng tâm trạng ăn uống của tôi. Người đàn bà có ánh mắt không hề hiền như vẻ bề ngoài bà ta tạo ra. Bàn tay siết chặt nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười, nhỏ nhẹ nói: Vậy thôi con ăn đi nhé, dì ra ngoài. Mà con đến ăn cùng với ai à? Không liên quan tới bà, chuyện của tôi không đến lượt bà quản. Làm sao mà dì dám quản con? Thôi dì không phiền con dùng bữa. Người đàn bà nói xong đi thẳng ra bên ngoài. Dù đã kìm nén cơn tức giận nhưng không che giấu được vẻ khó coi trên gương mặt, thậm chí không để ý đến Ngọc Châu quay mặt đứng cách đó. Thấy đàn bà đi rồi, cô mới đi vào trong phòng. Nghe điện thoại xong rồi sao? Dạ vâng. Ăn nhanh rồi tôi đưa về nhà. Ngọc Châu cầm đũa ăn tiếp. Trong đầu cô vẫn nghĩ đến người đàn bà vừa rồi. Theo như những gì cô nghe được trong cuộc nói chuyện vừa rồi, đây là mẹ kế của Mạnh Hùng. Quan hệ giữa hai người dường như không tốt lắm. Thái độ của anh đối với bà ta có phần gay gắt, nếu không phải nói là ghét. Cảm nhận của cô về Mạnh Hùng là người tốt, nên cô mặc định người đàn bà kia không phải là người mẹ kế tốt. Không ăn đi mà còn nhìn. Cô đang nhìn Mạnh Hùng liền giật mình khi nghe anh nói. Cô lập tức cúi đầu ăn. Sau khi xong, Ngọc Châu có ý muốn thanh toán vì cô là người chủ động mời. Bận hôm nay chú để cháu trả tiền nhé. Có tiền không mà dành trả? Cháu có chứ. Tuy bữa ăn này có hơi đắt nhưng cháu có tiền giả chú mà. Mạnh Hùng nhìn cô rồi nói: Tôi cảm ơn vì được em mời, còn tiền không cần phải trả đâu. Để chú trả kỳ lắm. Tôi có bảo tôi trả bao giờ? Chú vừa bảo không cần trả mà. Ý tôi là bữa ăn này không cần phải trả tiền. Có ai ăn ở nhà hàng của mình mà phải trả tiền không? Lúc này Ngọc Châu mới nhớ Mạnh Hùng có nói nhà hàng này là của ba mình. Tính ra do anh mời cô mới đúng. Thôi để hôm khác mời chú lại nhé. Nữa sao? Thì hôm nay nói mời chú mà thành ra là chú mời rồi. Không cần để ý chuyện đó, ai mời cũng được, miễn là bữa ăn đó cảm thấy ngon và xứng đáng. Thôi đi về. Dạ vâng. Sau khi cả hai rời khỏi nhà hàng, khi vừa ra khỏi cửa thì có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm theo cả hai. Cô gái đó là ai? Có quan hệ thế nào? Sao lại đi cùng với Mạnh Hùng chứ? Chú đưa cháu đến cửa hàng sách hồi nãy nha. Quên mua gì à? Dạ không có. Sao muốn quay lại đó? Tài xế đón cháu ở đó mà. À, sợ nhà biết đi cùng tôi rồi bị ăn mắng hả? Mạnh Hùng đoán đúng nên Ngọc Châu im lặng không nói gì. Trở lại cửa hàng sách lúc nãy đi. Dạ ông chủ. Tài xế nghe lệnh, lái xe quay lại cửa hàng sách. Lúc này Ngọc Châu mới cầm túi của mình lên để xuống xe. Cửa cũng có mở sẵn. Cháu xuống nha. Ừ. Hôm khác nhất định sẽ hẹn chú bữa cơm khác. Mạnh Hùng chỉ cười chứ không nói gì. Ngọc Châu bước xuống xe, rồi người kia đi đến, đóng lại. Sau đó quay về ghế phụ đằng trước. Cô đứng yên đó, nhìn tới khi tài xế đã đi khuất thì mới gọi tài xế của mình đến đón. Thanh Bình đang ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra: Vào đi. Đăng Khôi mang phần hồ sơ đi vào. Tài liệu cậu cần đây, để bàn cho tôi. Đăng Khôi đặt lên bàn, sau đó nán lại hỏi: Sao cậu lại hứng thú về nước hoa vậy? Nào kinh doanh có lợi nhuận tôi đều hứng thú cả. Mà Bích Mân vừa gọi bảo sẽ đến đây để gặp cậu đấy. Gặp tôi làm gì? Sao tôi biết được? Là đứa tự hỏi cô đi. Khai tuy là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, nhưng song song còn là tình bạn, nên cách xưng hô cũng thoải mái, không gò bó quy tắc. Lúc trước Đăng Khôi hiểu nhầm Thanh Bình và Bích Vân có mối quan hệ tình cảm, nhưng sau đó anh biết là không. Du học trở về, Thanh Bình quản lý công ty, anh cũng đầu quân làm trợ lý cho anh. Bích Vân theo nghề người mẫu cũng có danh tiếng nhất định, đoạt giải Á Hậu 2 thêm nổi tiếng hơn. Trong mấy năm gần đây, Đăng Khôi có những lần gặp tiếp xúc của Thanh Bình và Bích Vân cũng chỉ biết là công việc, có thể mức độ thân thiết hơn một chút vì cũng biết nhau. Vân lại là con gái của thầy huấn luyện, Thanh Bình có thể không có ý gì, nhưng Bích Vân lại khác. Cách cô thể hiện quá rõ ràng việc mình thích Thanh Bình nên bám giết. Thôi cậu cứ làm việc đi, lần sau Bích Vân có muốn đến phải thông báo tôi đã. Sao thế? Nhưng lần trước Bích Vân cũng đến tìm cậu mà cậu đâu có nói gì. Tôi nói sao thì cậu cứ nghe đi. Giết tôi thấy cậu giống làm sếp của tôi hơn rồi đấy. Đăng Khôi mỉm cười nói: Cậu nói oan cho tôi quá, tôi vẫn cần công việc này để thu nhập lo cho gia đình nữa chứ. Cậu mà còn lải nhải nữa thì mai khỏi cần đến công ty. Đừng đùa thế chứ. 3, 2
Tôi đi liền đây, cậu nhớ đấy. Đăng Khôi đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Thanh Bình lúc này bỏ văn kiện sang bên. Anh cầm tài liệu về sản phẩm nước hoa của SSE, rồi cong khóe môi, dường như đang có điều đã được anh suy tính sẵn trong đầu. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Anh nói, vào đi. Cánh cửa đẩy ra, một thân hình uyển chuyển trong chiếc váy gợi cảm bước vào. Bích Vân nói giọng hơi dẻo. Anh Bình, anh xem này, em mang gì đến cho anh đây? Thanh Bình ngước lên giọng lãnh đạm. Tìm anh có gì không? Người ta nhớ anh tìm anh không được sao? Bích Vân tiến đến trước bàn làm việc của Thanh Bình, chống tay ĩnh ngực. Anh không rảnh để đùa đâu, em nghiêm túc chút đi. Em nói thật mà, anh sao làm sao vậy? Nếu không có gì khác, anh còn phải làm việc. Chưa gì anh đã muốn đuổi người ta rồi. Uổng công em vừa sâu xong đã chạy đến tìm anh đấy. Anh vô tình với em thế sao? Anh không bảo em phải đến đây. Nghe Thanh Bình nói, Bích Vân sượng chân, trong lòng bực tức nhưng vẫn phải cười giả tạo nũng nịu. Thèm đâu có nói là kêu anh đến. Ý em chính là để anh biết sự quan trọng của anh đối với em kìa. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu tình cảm của em dành cho anh như vậy chứ? Bích Vân, anh nói với em không ít lần, giữa chúng ta chỉ là mức hợp tác trong công việc và dừng lại chỗ bạn bè. Em đừng cố chấp mãi như vậy. Nốt lần này thôi, lần sau em có đến thì phải sự cho phép của anh. Tại sao? Em chỉ cần nói với anh Khôi thôi là được mà. Em bảo bắt đầu từ bây giờ. Anh đã đối xử với em như vậy sao? Cô ta bắt đầu dùng nước mắt để tạo sự đáng thương. Em không biết tại sao anh lại có thể không chấp nhận tình cảm của em, nhưng em vẫn luôn cố gắng, không từ bỏ. Em tin một ngày nào đó anh sẽ thay đổi và chấp nhận em. Không bao giờ xảy ra điều đó đâu. Sao anh vũ phàng với em vậy chứ? Em có gì không tốt? Anh nói đi để em sửa. Em đã có vợ hứa hôn rồi, đó sẽ là người mà anh yêu và cưới làm vợ. Vợ hứa hôn? Anh gạt em phải không? Đó là sự thật. Em chưa nghe anh nói bao giờ. Đó là điều riêng tư, anh không có bổn phận phải trình bày với ai. Em cũng không ngoại lệ. Bích Vân trước giờ vẫn một lòng yêu thích say mê Thanh Bình, dù anh đã thẳng thắn từ chối, nhưng cô ta không từ bỏ. Cô ta tin vào nhan sắc của mình sẽ khiến Thanh Bình mê mẩn, cũng như những người đàn ông khác thèm khát cô ta. Cô ta vẫn ảo tưởng mình sẽ là vợ của tổng giám đốc, có một cuộc sống giàu sang phú quý. Thời giờ mọi thứ đã tan vỡ, nhưng Bích Vân không cam tâm, vẫn chấp mê bất ngộ. Em không tin, đây chỉ là lý do anh bịa ra để cho em hết hy vọng ở anh mà thôi. Em cố chấp quá đấy Bích Vân. Em không tin là việc của em. Em không cần phải chứng minh hay làm gì cả. Bây giờ anh phải đi gặp đối tác. Không còn gì nữa, em có thể về được rồi đấy. Cô ta vẫn giữ thái độ mềm mỏng, nhỏ nhẹ như không có chuyện gì. Em không phiền anh nữa, hôm khác em lại đến nhé. Bánh anh nhớ ăn nha. Nói rồi cô ta quay người rời đi. Gương mặt lúc này trông rất giận dữ. Ra tới ngoài cửa công ty, trợ lý Mu nhìn thấy Bích Vân đã đi ra, bước xuống xe hỏi. Sao đã xuống rồi? Tư bản của em không có ở công ty à? Không muốn người trợ lý xem thường chê cười, Bích Vân đã nói dối mình và Thanh Bình quen nhau. Anh ấy bận đi gặp đối tác nên kêu em về trước ấy mà. Vậy hả? Tôi lên xe đi em, nắng nóng hỏng hết cả da. Trợ lý Mu đưa tay quạt cho Bích Vân rồi đưa cô lên xe. Đúng lúc Thanh Bình cũng từ trong công ty đi ra và lên xe. Tư bản quen đi đâu kìa? Thì em vừa nói rồi mà, anh đi gặp đối tác đấy. Và đây có người gọi cho em đấy. Ai vậy chị? Nhắn nói lại là người tên Hải, là em biết. Đó là ai về em? Sắc mặt của Bích Vân đột ngột thay đổi, cô hơi biến sắc. Dường như cô có một nỗi sợ hãi nào đó đối với người tên Hải này. Chỉ là một người quen của em thôi mà. Cô Diễm sẽ liên hệ lại. Thôi giờ chị đưa em về nhà nghỉ ngơi. Trung Ngân nhận được điện thoại của ông Trung, bảo cô đến gặp một đối tác mới, sẽ là công ty độc quyền sản phẩm cho nước hoa của SSE. Mà nước hoa trước giờ đều là do bà Nhã điều hành quản lý, một phần vì đây là đam mê của bà. Từ một người thích sưu tập nước hoa, bà đã thành lập một công ty điều chế, nghiên cứu ra sản phẩm mang thương hiệu của chính mình, rất thành công và được ưa chuộng tại Pháp và thị trường châu Âu. Vừa tiến vào thị trường trong nước, Trung Ngân chưa hề nghe qua. Sao bây giờ đột ngột và bất ngờ như vậy? Hơn nữa cả đối tác cũng có. Cô tò mò không biết là ai. Đến nơi hẹn, cô ngồi đợi mãi. Lúc này cô lơ đễnh đưa tay nghịch chậu cỏ trên bàn,
thì nghe tiếng gõ ở bàn. Cô ngước lên thì tròn mắt kinh ngạc. Thanh Bình cười với cô. Em đến lâu chưa? Liên quan đến anh sao? Cho tôi bàn công việc đấy. Mời anh tránh đi dùm. Thanh Bình tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Em đuổi anh đi rồi thì ai bàn công việc với em? Bàn công việc? Đừng bảo là đối tác mới tôi gặp hôm nay là anh đi nhé. Ừ, là anh. Em bất ngờ lắm phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.